Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, chào toàn thể anh em. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về cái chức năng ghi âm. Chức năng ghi âm của loa mồi chim, loa bẫy chim điều khiển từ xa. Thì tôi nói các loại loa mồi chim, loa bẫy chim chung mà có chức năng ghi âm nhé. Thì cơ bản nó sẽ giống nhau. Đó là cái loa AT100 này, loa AT101 này nha các bác nhé, loa AT101, loa AT101 này, loa Q93 này, Dyni Q93 nhé các bác nhé, Dyni Q93 này, loa Dyni Q92 này, nha Q92. Thì bây giờ về loa mồi chim mà có chức năng ghi âm thì bốn dòng này đều có chức năng ghi âm, nó chỉ khác nhau về cái chất lượng âm thanh khi ghi âm thôi. Còn về cái thao tác thực hiện thì nó hoàn toàn giống nhau. Thì tôi sẽ chia sẻ cùng anh em về cái chức năng ghi âm của mấy dòng loa mồi chim này nhé. Đây, hôm nay tôi sẽ giới thiệu điển hình ở trên cái loa cao cấp nhất này, AT100 này nhé. Thì trên cái loa này thực hiện như nào ấy, thì trên ba cái loa còn lại thì các bác cũng thực hiện giống như vậy thôi, nó rất là đơn giản thôi nhé. Đấy. Thì bây giờ tôi giải thích cho các bác này. Khi loa này muốn ghi âm được thì trong loa phải có USB hoặc thẻ nhớ, và nó sẽ lưu, khi ghi âm như vậy thì dữ liệu nó sẽ lưu thẳng vào trong thẻ nhớ hoặc USB. Thì giờ tôi nói là mình chỉ dùng một cái thôi, dùng một chân một lúc thôi, có nghĩa là mình chỉ cắm thẻ nhớ rồi thì mình không cắm USB nữa. Thì giờ tôi giải thích cho các bác là ở cái chỗ là mình chỉ cắm thẻ nhớ thôi. Đây ví dụ tôi dùng thẻ nhớ, thì khi ghi âm là cái âm thanh, cái dữ liệu đó nó sẽ vào thẳng cái thẻ nhớ này. Và cái loa này nó sẽ có hai chế độ phát riêng biệt, một chế độ phát những cái bài mà đã chép MP3 các bác chép từ máy tính vào đây nhé, thì nó sẽ phát riêng một cổng, và một cổng ấy nó chỉ phát những cái bài mà nó đã ghi âm được. Yeah, các bác nhé, chỉ phát những bài đã ghi âm được. Thì đầu tiên thì các bác thực hiện cái nút ghi âm ở trên loa nhé. Đó là cái nút đây. Yeah, các bác nhé, để ghi âm được thì để cho nó con loa nó phát bình thường đã nhé. Loa đang chạy bình thường. Đây, loa đang chạy bình thường. Các bác bấm vào cái nút này này. Đấy. Nút thứ ba từ dưới lên, 1 2 3 nút này. Nhé. Bây giờ loa đang chạy bình thường như này. Các bác muốn ghi âm. Vậy là bác muốn ghi âm lại âm thanh của con bổi ở ngoài ấy, các bác bấm nút thứ ba này nhé. Bấm một cái này. Đấy. Thì các bác quan sát ở trên loa nhé. Nó sẽ hiện lên hai tiếng chung. Hai tiếng chung nhỏ này này. Và có chữ TF này. Và TF nhấp nháy và số dây đang đếm, bây giờ đang đếm dây thứ 13. Có nghĩa là nó ghi âm từ lúc nãy đến giờ đấy, tôi nói là vào hết rồi đấy. Đây. Alo alo. Các bác thấy nhá, chức năng ghi âm hiện tại nó đang ghi âm. Đấy, hiện tại nó đang ghi âm. Thì các bác muốn dừng lại thì các bác bấm vào nút ghi âm một lần nữa. Đây, bấm vào nút ghi âm một nữa, nút thứ 3 từ dưới lên. Đấy. Thì các bác quan sát. Thì khi các bác làm như vậy nhá. Các bạn làm như vậy thì là nó sẽ phát lại ngay, nó phát lại ngay cái file vừa mới ghi âm nhé, phát lại ngay các file vừa mới ghi âm. Đấy. Đấy các bác thấy nhá, là nó sẽ phát lại ngay cái file mình vừa mới ghi âm. Khi phát xong rồi ấy, thì nó lại quay lại ở chế độ thẻ nhớ là TF này, PIOS này. Mình bấm vào đây thì cái loa nó hoạt động bình thường thôi nhá, nó hoạt động bình thường thôi. Đấy. Thế bây giờ
Để mà các bác muốn phát lại những file mà đã ghi âm ấy thì các bác thực hiện nhá, các bác thực hiện bằng cách là các bác ấn giữ nút vào đây. Đấy. Ấn giữ nút vào đây thì cái loa sẽ chuyển sang cái độ phát những file đã ghi âm, nhưng mà nó vẫn là tạm dừng đi nhá các bác nhá. Sau đó các bác bấm vào đây lần nữa. Đấy, bây giờ ấy là nó chỉ phát những bài đã ghi âm thôi. Chỉ phát những bài đã ghi âm thôi. Đây em nhấp đấy và số này đang đến. Bây giờ đang đến dây 13. Có nghĩa nó ghi âm từ lúc nãy đến giờ ấy. Tôi nói là vào hết rồi đấy. Đây. Alo alo. Các bạn thấy nhá, chức năng ghi âm hiện tại qua đang ghi âm. Đã hiện tại đang ghi âm. Đấy, các bạn muốn dừng lại thì các bạn bấm vào nút ghi âm một lần nữa. Đây, bấm vào nút ghi âm một lần nữa. Nút thứ ba thì dưới đây. Thì các bác quan sát ở trên loa nhé. Khi nó phát như vậy nhé các bác nhé. Khi nó phát ở cái chế độ mà những file đã ghi âm ấy thì nó cũng phát theo cấu hình bình thường của nó. Có nghĩa là phát hết bài tự động quay lại phát lại nhé. Tự động quay lại phát lại, không chuyển sang bài khác này. Và khi mà nó phát được những file này rồi ấy, là mình chỉ điều chỉnh được những cái file mình đã ghi âm ở đây thôi, chứ mình sẽ không điều chỉnh được những sai những cái file khác mà mình đã chép ở MP3 vào. Thế để quay lại được cái chế độ phát MP3 mà chép trong thẻ ấy thì một là các bác tắt nguồn đi, các bác mở nguồn lại. Hai là các bác lại tiếp tục này ấn giữ nút vào đây này, thì các bác sẽ thấy cái nút này nó thay đổi. Đây, ấn giữ nút vào đây này. Đấy, nó thay đổi, nó nhấp nháy sang TF14 và lại quay lại chế độ tạm dừng. Thì lúc đấy các bác lại bấm vào đây tiếp. Đấy, giờ là hoàn toàn là quay lại phát thẻ nhớ nhá. Đấy, quay lại phát thẻ nhớ. Thì khi nó phát thẻ nhớ như này rồi ấy, thì lại chỉ phát những bài có trong thẻ nhớ thôi. Có bài có trong thẻ nhớ thôi nhá. Sẽ không phát những bài đã ghi âm nữa. Thế còn ngoài ra các bác mà không muốn dùng ấn giữ nút vào đây trên tay điều khiển thì các bác có thể ấn giữ nút vào đây trên loa cũng được nhé, ấn nút bật trên loa cũng được. Đây, các bác bấm vào nút này thì nó sẽ báo cho mình trong bài trong thẻ này là có 4-5 bài này, có 4-5 bài này. Bấm vào đây nó sẽ quay lại bài 1 này. Đây, tôi tiếp tục ghi âm nhé, tôi ghi âm lại cho các bác xem này. Đây, bấm nút số 3 này. Đây, bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một file nữa. Vừa nãy là ghi âm một file rồi, bây giờ tôi ghi âm thêm một file nữa. Bắt đầu ghi âm rồi các bác nhé. Đây, alo alo 1 2 3. Hiện giờ là loa đang thực hiện chức năng ghi âm các bác nhé. Đang ghi âm cái lời tôi nói luôn. Đấy, thế tôi sẽ tạm dừng lại này. Dây 18, dây 19, dây 20 này. Bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một file nữa. Đấy, vừa nãy là ghi âm một file rồi, bây giờ tôi ghi âm thêm một file nữa. Loa nó phát lại ngay nhé. Tôi bấm dừng ghi âm cái là loa phát lại luôn đấy. 1 2 3. Hiện giờ là loa đang thực hiện chức năng ghi âm các bác nhé. Đang ghi âm bây giờ tôi nói luôn. Đấy. Thế tôi sẽ tạm dừng lại đây. Dây 18, dây 19, dây 20 này. Đấy. Đấy là loa nó phát lại luôn nhé. Thì bây giờ nó vẫn đang chạy ở thẻ nhớ. Đây. Đấy các bạn thấy. Nó vẫn đang chạy ở thẻ nhớ nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phát những cái bài mà tôi đã ghi âm. Hiện giờ tôi có 2 bài rồi. Tôi ấn giữ nút vào đây nhé. Ấn giữ vào đây. Rồi. Tôi bấm vào đây một lần nữa. Thì các bác quan sát ở trên loa nhé. Thì bây giờ tôi đã có 2 bài. Bây giờ tôi tiến hành ghi âm thêm một file nữa. Tôi lấy sang bài số 2 đấy. Ghi âm một file rồi. Đã lấy sang bài 2 đấy. Ghi âm thêm một file nữa. Bắt đầu ghi âm rồi các bác nhé. Đây. Đấy, tôi lại quay lại cái bài file 1 đầu tiên ghi âm này. Thì các bác quan sát ở trên loa nhé. Thì có nghĩa lúc này là tôi đã có 2 file ghi âm rồi nhờ, các bác nhé. Đã có 2 file ghi âm được rồi. Đã ghi âm được 2 file rồi. Đây. Các bác lại tiếp tục ấn vào cái nút này một lần nữa thì nó sẽ báo cho mình ấy, chế độ ghi âm của mình đang có 2 file. Đã có 2 file ở chế độ ghi âm. Nhá. Thì đấy là cái thao tác thực hiện ghi âm nghe lại file đã ghi âm. Nhá. Nghe lại file đã ghi âm. Thế còn trường hợp các bác mà muốn lấy cái file ghi âm này ra thì các bác cắm thẻ nhớ vào trong máy tính, các bác sẽ có
thấy được cái file này và các bác sẽ copy ra được nhé. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Đây là hướng dẫn về chức năng ghi âm. Tôi hướng dẫn trên một cái loa này thì đồng nghĩa là ba cái mẫu loa kia cũng giống như vậy nhé các bác nhé, cơ bản nó giống như vậy, nó chỉ khác nhau về cái chất lượng âm thanh ghi âm thôi, còn về thao tác về cái nút bấm thì hoàn toàn giống nhau. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Các bác còn thắc mắc cần tư vấn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà đang chạy dưới màn hình nhé. Rồi xin chào các bác.